Trang Min DBSK, viết tâm thư xác nhận kết hôn vào tháng 9 tới, gửi lời đặc biệt đến Du Nho. Theo tin tức mới nhất từ A Daily, nam ca sĩ Trang Min DBSK đã viết một bức tâm thư dài đăng lên fan cà phê vào hôm nay để thông báo về quyết định kết hôn. Hiện tại, tôi đang hẹn hò với một cô gái. Vì tin tưởng lẫn nhau và có một mối quan hệ vô cùng tốt đẹp, nên chúng tôi đã đi đến quyết định dành cả phần đời còn lại bên đối phương. Lễ kết hôn sẽ chính thức diễn ra vào tháng 9 tới, khi không còn nắng nóng nữa. Chưa hết, Trang Min còn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Du Nho DBSK, vì đã ủng hộ quyết định của anh và chúc phúc cho người bạn lâu năm, đồng thời cảm ơn công ty SM Entertainment vì đã đưa ra lời khuyên chân thành. Tâm thư của Trang Min. Anh còn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Du Nho và công ty chủ quản. Được biết, ngày 30 tháng 12 năm ngoái, SPOTV News đã đưa tin Trang Min hẹn hò bạn gái ngoài ngành giải trí nhỏ tuổi hơn anh. Theo đó, họ gặp nhau qua một người bạn chung. Và không để người hâm mộ đợi lâu, SM Entertainment đã xác nhận nhanh chóng, Trang Min hiện đang hẹn hò một người ngoài ngành giải trí. Được biết, Trang Min rất cẩn trọng trong mối quan hệ này, vì cô gái may mắn không phải là người trong ngành giải trí. Fan hiện vẫn đang truy tìm danh tính của cô gái này. Vậy là idol trong mộng của bao cô gái đã sắp trở thành chồng người ta rồi. Nguồn E Daily. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.